Chào mừng các em học sinh lớp 3 đến với lớp học ngày hôm nay. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị các vật dụng sau: sách, tập, bút để ghi chép khi cần, điện thoại hay máy tính để xem bài học. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau vào bài học mới nhé. Hôm nay cô và các em cùng bước vào chủ đề thứ tư, hệ điều hành và phần mềm máy tính. Nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta có 4 nội dung. Nội dung thứ nhất, hệ điều hành. Nội dung thứ hai, hệ điều hành dành cho máy tính. Nội dung số 3, hệ điều hành dành cho thiết bị di động. Và nội dung cuối cùng là phần mềm. Nào bây giờ cô và các em cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất, hệ điều hành là gì? Hệ điều hành còn được gọi là operating system. Hệ điều hành là một phần mềm dùng để quản lý các thiết bị phần cứng và quản lý các tập tin phần mềm. Hệ điều hành có chức năng gì? Hệ điều hành sẽ có hai chức năng, đó là quản lý thiết bị và quản lý tập tin. Về quản lý thiết bị thì hệ điều hành sẽ quản lý thiết bị nhập gồm có chuột, bàn phím, quản lý thiết bị xuất gồm có màn hình và máy in, và quản lý thiết bị lưu trữ gồm có đĩa cứng, đĩa flash. Quản lý tập tin thì quản lý các tập tin được lưu trong máy tính và nhận ra các kiểu tập tin để thực hiện các nhiệm vụ. Tóm lại, chức năng của hệ điều hành các em cần hãy nhớ đó là có hai chức năng chính: quản lý thiết bị và quản lý tập tin. Hệ điều hành có vai trò gì? Nhờ có hệ điều hành mà chúng ta có thể giao tiếp với máy tính. Như vậy, hệ điều hành làm vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính. Vậy, còn không có hệ điều hành, máy tính có hoạt động được không? Thì các em thấy, nếu không có hệ điều hành, máy tính sẽ không hoạt động được. Tiếp theo bài học chúng ta sẽ sang phần 2, các loại hệ điều hành dành cho máy tính. Sẽ có hai loại. Loại 1 là hệ điều hành người dùng giao diện đồ họa. Và hệ điều hành có giao diện người dùng ký tự. Đây là hệ điều hành giao diện người dùng đồ họa. Và bên đây là giao diện người dùng ký tự. Và hệ điều hành giao diện đồ họa các em thường gặp nhất đó là hệ điều hành Windows của Microsoft. Hệ điều hành Win8 và đây là hệ điều hành Win7 các em nhé. Hầu hết các máy tính sẽ sử dụng hệ điều hành. Máy tính sử dụng hệ điều hành Mac OS, cô lấy ví dụ như là MacBook. Và trên màn hình các con nhìn thấy đó là hai hệ điều hành Mac OS. Qua hệ điều hành Linux, trên màn hình các con cũng sẽ thấy được hai hệ điều hành, hai cái kiểu hệ điều hành Linux. Số 3, cô và các em cùng nhau tìm hiểu hệ điều hành dành cho các thiết bị di động. Ở đây là các hệ điều hành các em thường gặp nhất, sẽ có hệ điều hành Windows Phone, hệ điều hành iOS, hệ điều hành Android, BlackBerry. Thì ở hệ điều hành iOS, các con sẽ thường gặp nhất ở điện thoại iPhone. Hệ điều hành Windows Phone, các con sẽ thường thấy ở Nokia Lumia, HTC 8X. Còn ở Android, hệ điều hành Android, các con sẽ thường thấy ở trong điện thoại Samsung, vân vân. Cùng sang nội dung thứ tư, phần mềm máy tính. Phần mềm máy tính là gì? Phần mềm máy tính là một tập hợp các dòng lệnh để thực hiện một mục đích nào đó. Cô lấy ví dụ, Word là phần mềm sử dụng dùng để soạn thảo văn bản. Phần mềm Excel dùng để thực hiện bản tính. Phần mềm PowerPoint dùng để trình chiếu. Và cuối cùng, phần mềm Paint dùng để thực hiện vẽ.
Trong bài học có mấy nhóm phần mềm máy tính, có hai nhóm. Phần mềm hệ thống là các hệ điều hành mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trên. Hai, phần mềm ứng dụng phục vụ cho các nhu cầu sử dụng máy tính. Phần mềm ứng dụng như phần mềm soạn thảo văn bản, cô có phần mềm Word. Phần mềm bảng tính, cô có phần mềm Excel. Phần mềm trình chiếu, cô có phần mềm PowerPoint. Phần mềm đa phương tiện, cô có phần mềm Multimedia. Phần mềm giải trí, cô có phần mềm Bingo. Về phần mềm tiện ích chống virus, ở đây có một số phần mềm chống virus phổ biến như là phần mềm chống virus Kaspersky. Tiếp theo bài học, sang hoạt động em có biết. Các em cho cô biết thế nào là tắt máy tính đúng cách. À, bây giờ cô xin nhắc lại, để tắt máy tính đúng cách. Bước 1, nhấp chuột chọn nút Start. Bước 2, nhấp chuột chọn nút Shutdown. Các con nhìn hình minh họa ha. Và các con lưu ý điều này, trước khi tắt máy tính, cần phải đóng các tập tin và các chương trình đang mở. Điều này giúp cho các tập tin của các con không bị hỏng hoặc mất. Tiếp tục, các chức năng trong trình đơn Shutdown. Code User là chuyển sang tài khoản người dùng khác mà không cần đăng xuất khỏi tài khoản người dùng hiện hành. Lock Off, thoát ra khỏi phiên làm việc. Lock, khóa máy tính tạm thời. Restart, khởi động lại máy tính mà không cần ngắt nguồn. Sleep, lưu tất cả các công việc hiện tại vào bộ nhớ, tắt màn hình, đưa máy về chế độ sử dụng năng lượng ít nhất. Hibernate, chỉ có trên máy tính xách tay, tạm thời đóng băng máy tính. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em bài học hôm nay, đó là hệ điều hành và phần mềm máy tính. Các con hãy xem lại các nội dung cô đã hướng dẫn, sau đó các con sẽ đọc trước bài học tiếp theo. Cô chúc các con ở nhà chăm ngoan, học tập tốt, sức khỏe. Cô chào tạm biệt tất cả các con, hẹn gặp lại các con ở tiết học sau.